Một công nhân về hưu sống tại Ấn Độ đã liên tiếp gặp hai may mắn lớn trong cuộc đời. Cả đất nước Ấn Độ đang hướng sự chú ý tới câu chuyện của một người đàn ông gặp may mắn đến mức khó tin khi vừa trúng số độc đắc xong thì đã đào được kho báu giá trị hàng chục tỷ đồng. Vào kỳ Giáng sinh năm ngoái, ông Vilai đã trúng số độc đắc giải thưởng 6 triệu rúp, tương đương hơn 19 tỷ Việt Nam đồng. Ngay thời điểm đó, khi được hỏi về việc sẽ dùng số tiền vào mục đích gì, ông Vilai cho hay: "Tôi rất tự hào về tay nghề trồng trọt của mình, nên trước tiên tôi quyết định sẽ sử dụng một phần tiền trong số tiền xổ số của mình để mua một mảnh đất trồng rau." Chính tại mảnh đất này, người đàn ông may mắn đã vô tình đào được một hũ tiền xu cổ có giá trị rất lớn. Đây là một kho báu của Ấn Độ đã bị chôn vùi trong hơn 100 năm. Khi ông Vilai đang đào đất để trồng khoai thì chiếc cuốc đất bất chợt va phải một vật cứng. Ban đầu cứ ngỡ là một hòn đá, ông Vilai dùng tay hất lớp đất phía trên và phát hiện ra một chiếc bình đất. Sau khi kiểm tra, ông Vilai nhận thấy mình đang sở hữu một lượng tiền xu đáng kinh ngạc. Được biết, mảnh đất của ông Vilai từng nằm gần một ngôi đền cổ thờ phụng các vị thần trong tín ngưỡng Hindu. Tổng cộng số tiền nặng tới 18 kg và các họa tiết cổ chưa từng được nhìn thấy. Vilai ngờ rằng ông đã tìm được một kho báu quan trọng và ngay lập tức thông báo cho các cơ quan chức năng. Chính quyền địa phương hiện đã sở hữu những đồng tiền này và đương nhiên, người tìm ra chúng cũng được trả một phần thưởng xứng đáng.